kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy là chúng tôi đã được nhận được những sự tình cảm đặc biệt quý mến của tất cả quý vị. Chúng ta đã và đang ở phía bên ngoài sân khấu tình yêu của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và gia đình của chúng tôi cũng đã được đón nhận đến những tình cảm của quý vị đang ở bên ngoài cổng hoa để cùng chào đón sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị quan khách. Chúng ta đã và đang ở phía bên ngoài sân khấu tình yêu của chúng tôi ngay lúc này. Và ngay lúc này chúng tôi xin những người làm chương trình xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình, thay lời cho anh em ban nhạc cùng với cô dâu và chú rể xin được hân hoan chào đón và trân trọng kính mời đến tất cả toàn thể quý vị khách quý, quý ông bà, anh chị, cô, dì, chú, bác và các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Chúng ta đã và đang ở phía bên ngoài sân khấu tình yêu của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã nhận được lời mời của gia đình. Thì ngay lúc này xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trở về phía bên trong khuôn viên gia đình họ nhà gái của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, như vậy là quý vị chúng ta đang được đến với những nhịp điệu âm nhạc của anh em ban nhạc Thuận Thành của chúng tôi đang được dành đến và những lời chào đón đến tất cả quý vị. Và ngay bây giờ xin phép được bắt đầu.